chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục và phòng tránh lỗi số 11 trên robot bụi của iRobot. Thì mình sẽ cho máy hoạt động. Rồi, máy nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng tam giác và nó sẽ đưa ra một thông báo là error 11. Please open the iRobot app for help. Nào, cái này thì thông tin của hãng đưa ra là cái lỗi này nó sẽ nằm ở trên cái hộp giác. Thì mình sẽ giải thích cái nguyên nhân tại sao robot lại gặp cái lỗi này để các bạn sẽ phòng tránh được. Trên hộp giác của iRobot, các cái đời series từ 900 trở xuống, ví dụ như là 980, 960, 860, 890 hoặc những đời thấp hơn như là series 600, thì cái thiết kế hộp giác nó sẽ có cái động cơ ở bên trong cùng với hộp giác. Và thường thì khi chúng ta vệ sinh ấy, nếu mà các bạn không để ý thì mình rửa nước vào đây thì cái hộp giác này sẽ bị động cơ nó sẽ bị ướt. Thì để tránh cái trường hợp này thì thứ nhất là các bạn chỉ vệ sinh khô cái hộp giác này thôi, và cái màng lọc HEPA cũng vậy, mình cũng không rửa nước thì sẽ hỏng. Các bạn có thể xem những cái hướng dẫn về cách vệ sinh màng lọc HEPA ở những cái video khác của mình. Thì vấn đề quan trọng là cái bộ phận động cơ này nó sẽ tạo ra được lực hút, sức hút, và khi mà bị dính ướt hoặc là mình rửa nước thì nó sẽ bị hỏng. Thì để tránh thì các bạn sẽ thứ nhất là không rửa nước cái hộp giác này, thứ hai là mình để ý là trên sàn nếu mà bị ướt ấy, thì mình sẽ phải làm khô đi mới cho robot hoạt động. Và mình nên đặt tường ảo vào các cái vị trí mà thường bị ướt như là nhà vệ sinh hay là ban công để tránh không cho robot chạy vào. Thì bây giờ mình sẽ thay một cái hộp giác khác cho các bạn xem. Thì cái quạt động cơ nó đã hoạt động trở lại bình thường. Thì vừa rồi là cái lỗi số 11 và mình cũng hướng dẫn các bạn cái cách mà có thể phòng tránh được. Còn cái cách mà khắc phục hoặc là sửa chữa thì gần như là rất là khó, vì là cái động cơ này là động cơ Nidec và nó là động cơ đóng kín. Thì khi mà mình tháo ra mình cũng không thể thay trục hay là làm gì được. Thì trường hợp này thì chỉ có cách là thay nguyên cả cái hộp giác này thôi. Cho nên là trong quá trình mà những ai mà đang sử dụng robot bụi của iRobot thì phải hết sức lưu ý, đặc biệt là cái phần hộp chứa giác này,